Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Con người sinh ra đã có thể làm chủ trái đất, làm chủ mọi vạn vật trên trái đất này. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì trên trái đất này mà không thuận theo lẽ tự nhiên của nó. Hãy nhìn điển hình sang đất nước Trung Quốc. Có lẽ giờ đây ông Tập Cận Bình cũng như giới quan chức Bắc Kinh đang trở nên bất lực hơn bao giờ hết. Khi chỉ biết đứng nhìn dân chúng của mình chịu mưa bão, thiên tai, thảm họa liên miên liên tiếp ập xuống đất nước tỷ dân này. Mà không có cách nào có thể cứu vãn cứu chữa được tình hình không biết liệu rằng, hiện tại ông Tập Cận Bình cũng như giới quan chức diều hâu Bắc Kinh đã có hồi tâm cảnh tỉnh hay chưa? Đã biết sợ mẹ thiên nhiên và ông trời hay chưa? Hay vẫn đang còn có ý định lên kế hoạch để có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, trong đó có thể kiểm soát luôn cả con người và thế giới này, và nuôi cái mưu đồ làm bá chủ thế giới đã từ bỏ được hay chưa? Hay vẫn còn tiếp tục muốn đấu với trời, đấu với đất? Có lẽ nhận biết được sự kiêu ngạo và suy nghĩ đó đến từ ông Tập Cận Bình và giới quan chức của đất nước này. Thế nên ông trời và mẹ thiên nhiên đã đi trước một bước trong năm 2022 này, khi mùa mưa lũ đến sớm hơn bao giờ hết và gây nên những cơn bão cùng những thảm họa tại đất nước này. Kính thưa quý vị thân mến, vào sáng nay tai ương vạ gió của năm 2022 vẫn đang dồn dập tấn công Trung Quốc, khi dòng nước lũ như gào thét đánh sập vách núi và cây cầu như ngày tận thế miền Nam thì lũ lụt triền miên chưa thấy ngày hết. Thì tại miền Tây Bắc, cơn bão số 3 đang quần thảo Trung Quốc một tuần nay vẫn chưa ngừng nghỉ, và vùng ảnh hưởng lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng sang các nguồn phía Tây Bắc của Trung Quốc, Cam Túc, Thanh Hải hứng chịu thiệt hại lớn. Cộng thêm tình trạng sạt lở vào rạng sáng nay tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội cùng nhiều ngôi nhà và chung cư. Chính quyền Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã nâng cấp phản ứng thử thách và điều trực thăng tham gia ứng phó. Theo nguồn tin chính thức từ Trung Quốc, chỉ sau 3 ngày mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất, đã làm hơn 2.080 người tại nước này thiệt mạng. Một quan chức địa phương nói với hãng tin AP, chúng tôi đã thu gom được 1.600 thi thể từ tỉnh Cam Túc và hơn 600 thi thể ở Thanh Hải. Hiện nhiều quận huyện ở đây bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano. Kinh hoàng nhất là trong sáng nay một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng và một trường tiểu học ở đây, khiến 26 trẻ em bị cuốn trôi tang thương. Các nhân viên cứu hộ đưa được 11 thi thể trẻ em từ vùng đất trở về sau nhiều giờ, 15 trẻ em khác và một số giáo viên đã được giải. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai cho biết, ông Giao đánh giá rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do hiện nay nhiều gia đình báo có người thân mất tích chưa được tìm thấy. Huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa để nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo ABC News, hơn 1.556 ngôi nhà tại các khu vực phía Tây và Bắc Thanh Hải đã bị ngập lũ hoặc hư hỏng nặng. Hai cây cầu treo cũng bị phá hủy hoàn toàn, bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục. Thị trấn Thanh Hải đã ghi nhận lượng mưa từ 170 đến 180mm, đường xá bị hư hại, điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt, hơn 2.500 người phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra thì thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Và chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng này, đồng thời cấp khoảng 17,8 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,54 triệu đô la để cứu trợ. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn và dùng hàng trăm máy bơm để hút nước khỏi các khu dân cư, cũng như cơ sở hạ tầng đường dây tàu hỏa. Mặc cho trong đất liền đang hứng chịu thiên tai, mất mùa, đói kém triền miên, Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, ông ta vẫn không hề mảy may gì đến. Trung Quốc vẫn tăng cường đem quân đội xuống Biển Đông chiếm cho bằng được bãi đá ba đầu bằng chứng Bắc Kinh đã ra luật an toàn hàng hải mới trên Biển Đông. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng, cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trước đó. Tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng 6 chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh ở phía tây của đất nước. Với nhiều đô thị trong các thành đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề cũng trong sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn tại Trung Quốc có thể kéo dài đến cuối năm nay. Tân Hoa Xã ngày hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn nói rằng, giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống khu vực sông Dương Tử trong ngày hôm nay.
Do đó, nhà chức trách Trung Quốc đang giữ ở mức cảnh báo cao độ kính thưa quý vị. Thiên tai thảm họa và những dị tượng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra tại đất nước Trung Quốc sau cơn cuồng phong của cơn bão số 3, bởi thêm mưa lớn và gió giật, thủ đô Bắc Kinh, biểu tượng về sức mạnh, niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được thần sấm, thần sét ghé thăm. Nhưng sự viếng thăm lần này có vẻ như không được Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc chào đón, bởi thiên lôi chỉ đem lại bất hạnh và bi kịch cho người khác mà thôi. Thưa quý vị, sau khi đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 19 giờ ngày hôm qua làm cho hơn 100 người tại Bắc Kinh thiệt mạng, trong đó có cả thị trưởng và phó giám đốc công an ở thủ đô Bắc Kinh, thì một giờ sau, một trận sét thứ hai lại tiếp tục đánh xuống tháp truyền hình trung ương tại đây, làm cho nó sập hoàn toàn, gây ra cái chết và bị thương cho hơn 64 người đang làm việc tại đây, gây bàng hoàng dư luận. Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng một giờ đồng hồ. Ông Vương Chí Trung, một quan chức tại Cục Quản lý Phòng chống thiên tai Trung Quốc cho hay, chính quyền đang bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thân qua đời do bị sét đánh. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả và thông báo rằng ông đã nhận được tin tức về thảm họa tại thủ đô và cho biết các nhà chức trách đã ngay lập tức tham gia vào công tác cứu trợ. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình của những người đã mất mạng trong thảm họa này. Thủ tướng Trung Quốc nói thêm, một cư dân thủ đô chia sẻ, đây là hai vụ sét đánh chết người kinh khủng nhất trong những năm gần đây. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân cảnh giác ở yên trong nhà, vì các nhà khí tượng dự báo thời tiết sẽ còn xấu hơn. Trung Quốc thường ghi nhận các ca tử vong do sét đánh vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm. Năm 2020 cũng có hơn 2.200 người Trung Quốc bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người dân Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn các nước khác nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Năm 2019, ở khu vực miền Trung Trung Quốc cũng đã ghi nhận có 3.203.621 vụ sét đánh chỉ trong vòng 13. Phần lớn các nạn nhân bị sét đánh tại Trung Quốc là nông dân. Mưa gió buộc họ phải chạy ra đồng ruộng để bảo quản cây trái và thu hoạch càng sớm càng tốt. Trong khi đó cũng có một số ngoại lệ khi sét đã viếng thăm các quan chức và các cơ sở hạ tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, trong khi đó ở Bắc Kinh vào ngày hôm qua, sau khi hứng chịu một cơn mưa dữ dội, kèm theo gió lớn nổi lên, sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé tan bầu trời và đánh vào đỉnh của tháp truyền hình trung ương Trung Quốc. Tia sét đã khiến cả một vùng trời như rực sáng, lửa bắn xung quanh khắp nơi, và vài giây sau đài truyền hình trung ương đã sập hoàn toàn, gây ra cái chết và làm bị thương cho hơn 64 người khác đang làm việc tại đây, gây kinh hoàng cho dư luận. Khách du lịch tại Bắc Kinh đã sợ hãi đến nỗi la hét liên tục. Còn cư dân mạng Trung Quốc thì mô tả cảnh tượng giống như đang xem một bộ phim thảm họa, sét đánh trúng vị trí trọng yếu. Đây là một dấu hiệu đáng ngại cho nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sét càng đánh càng trúng chỗ hiểm, mục tiêu kế tiếp là Trung Nam Hải Trăng. Một số cư dân mạng còn nhắc nhở rằng, mỗi khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc gây thêm tội lỗi thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Lần trước Bắc Kinh tổ chức lễ hội công khai mưu đồ thi hành luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông, hôm đó ban ngày cũng như ban đêm, cuồng phong bão táp vô cùng dữ dội. Khi công an Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ như Lê Chí Anh, Chu Đình, thì tháp truyền hình bên Châu Phương Đông ở Thượng Hải cũng liền bị sét đánh ngay lập tức. Sau đó cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng, trời đất và con người có tương quan lẫn nhau, làm việc trái với đạo trời ác sẽ gặp phải báo ứng. Kính thưa quý khán giả, như chúng ta đã biết, trong lịch sử mưa lũ ở Trung Quốc hầu hết do yếu tố tự nhiên, nhưng trong số đó có một trận lũ nhân tạo mới đây với sức tàn phá không kém, khiến khoảng 300.000 người bị thiệt mạng. Đó chính là trận lũ trên sông Hoàng Hà nhấn chìm thành cổ Khai Phong của Trung Quốc theo đúng nghĩa đen. Nước tràn vào trong trường thành và không thoát ra được, nhấn chìm hàng nghìn người ở bên trong theo Tai An News. Trận lũ đã phá hủy nội thành của Khai Phong, chôn vùi người dân trong hàng mét phù sa và đất sét. Người ta tìm thấy nhiều thi thể chồng chất, bằng chứng cho thấy sự tàn khốc của trận lũ lụt. Trận lũ nhân tạo đầy sức hủy diệt sông Hoàng Hà được cho là nỗi buồn của Trung Quốc vì nhiều lần gây ra lũ lụt tàn khốc. Tài liệu lịch sử cho thấy Hoàng Hà, con sông dài từ hai nước này, đã gây ra lũ lụt hơn 1.000 lần chỉ trong vòng 2.000 năm qua, dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Thành cổ Khai Phong nằm ở bờ nam sông Hoàng Hà trong khu vực thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Trước đây Khai Phong là một trong những thành phố lớn nhất thế giới và từng là kinh đô của một số triều đại Trung Quốc. Nơi đây cũng thường xuyên là nạn nhân của lũ sông Hoàng Hà. Trong vòng 3.000 năm qua, dòng sông này làm ngập Khai Phong khoảng 40 lần. Lũ thường xuyên để lại hàng mét phù sa trộn lẫn với các mảnh vỡ, tạo ra một lớp bùn lầy dày 20 mét. Trong khi lũ lụt thường do thiên nhiên trực tiếp gây ra, trận lũ năm nay hoàn toàn do con người. Khi Khai Phong bị bao vây bởi người dân đi khiếu nại nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong suốt 6 tháng. Khi vào ngày hôm, lũ quá mạnh, tòa thành không thể cầm cự được nữa, Tập Cận Bình sẽ đưa ra một hành động quyết liệt, và điều này vô tình khiến hàng ngàn người dân phải trả giá. Theo đó, một đội quân lớn đã phá đê dọc sông Hoàng Hà để cố tình làm ngập Khai Phong. Tập Cận Bình đã ra lệnh xả lũ sông Hoàng Hà với hy vọng tiêu diệt sự nổi dậy của người dân trước sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho đê vỡ, nhưng thay vì tiêu diệt sự nổi dậy của người dân,
nước lũ tấn công dữ dội, thành cổ trũng thấp, nhấn chìm khu dân cư hoàn toàn không được chuẩn bị từ trước. Từ dân số 378.000 người, chỉ vài nghìn người sống sót. Theo nghiên cứu, trường thành Khai Phong đã sụp đổ khiến nước lũ tràn vào nhà mà không thể thoát ra. Dòng nước lũ tràn vào mà Khai Phong tạo ra hỗn hợp chết người, bao gồm bùn và mảnh vỡ khuếch đại đáng kể sức mạnh hủy diệt của lũ sông Hoàng Hà bằng chứng rùng rợn tại các công trình khảo cổ gần đây ở Khai Phong. Các nhà khoa học khai quật được nhiều bằng chứng xác thực các trận lụt sông Hoàng Hà tại Kim Sơn Phủ. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 1.500 thi thể đã chết trước hoặc trong trận lụt, hầu hết đều bị thối nát không nhận dạng được. Những hài cốt còn lại dường như đã chết một cách đau đớn trong trận lụt bị tấn công bởi các mảnh vỡ và sau đó bị chôn vùi trong bùn từ nước lũ. Theo nghiên cứu, có một người bị thanh gỗ sơn đầu và một mảnh đất sét lớn được tìm thấy trong bụng người khác. Cũng tại đây, trận lũ đã để lại lớp bùn đất dày khoảng 3 mét, chủ yếu là phù sa. Điều này cho thấy nước lũ cực kỳ đặc biệt và có sức tàn phá lớn, có thể là hậu quả của một cái chết dữ dội trong trận lụt. Trong đó, những người này hay được tìm thấy trên giường gỗ phát hiện những bằng chứng cho thấy trường thành của Khai Phong đã bị trận lũ nhân tạo tàn phá, một phần vô tình khuếch đại sức tàn phá của lũ. Tường thành đã được xây dựng để bảo vệ thành cổ trước quân xâm lược và lũ lụt vào năm 1841. Một trận lũ sông Hà đã làm ngập khu vực xung quanh Khai Phong, nhưng bằng chứng trầm tích cho thấy tường thành đã ngăn hầu hết nước lũ. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, trường thành sụp đổ trước cơn lũ dữ từ Hoàng Hà. Sau khi sụp đổ một phần trường thành, cũng như đã ngăn nước lũ thoát ra ngoài. Do đó, chúng vô tình khuếch đại sức tàn khóa của trận lũ lụt sông Hoàng Hà. Cuối cùng, nước lũ thoát khỏi thành phố cổ ở phía đông nam, để lại một con kênh có thể nhìn thấy trong địa hình hiện đại Khai Phong khoảng 10 km về phía bắc. Sau khi đê vỡ, mực nước sông Hoàng Hà có thể giảm từ 10 đến 15 mét. Các nhà khoa học tính toán rằng, lưu lượng đỉnh lũ là 360 mét khối trên hoặc 725 mét khối trên giây, tương ứng với mực nước giảm 10 mét hoặc 15 mét với mực nước ước tính từ 10 đến 15 mét. Lượng nước sông tràn ra ngoài là 32 hoặc 64% tổng lưu lượng sông. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ đáng kể lưu lượng sông Hoàng Hà quét vào thành phố cổ gần như ngay lập tức sau khi đê vỡ. Giả sử chiều dài của đoạn đê vỡ là khoảng 20 mét, ước tính sơ bộ với vận tốc dòng chảy trong lưu lượng đỉnh lũ là khoảng 3,6 mét trên giây hoặc 5,9 mét trên giây. Đây là vận tốc dòng chảy tương đối nhanh so với một dòng trũng thấp, cho phép sông Hoàng Hà có thể cuốn các vật thể có đường kính tới 1 mét với di chuyển rất nhanh. Kèm theo, các vật thể lớn lũ sông dễ dàng cuốn trôi một phần tường và cổng thành Khai Phong, đặc biệt là khi biến đổi khí hậu dự kiến làm gia tăng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng và làm tăng tần suất của các hiện tượng cực đoan. Hồ sơ khảo cổ của các trận lũ, đặc biệt như trận lũ sông Hoàng Hà, có thể đưa ra một lời nhắc nhở quan trọng rằng những sự kiện bất ngờ đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại có khả năng sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai, và trong trường hợp cực đoan, cơ sở hạ tầng được xây dựng để ngăn chặn thảm họa cũng có thể thất bại thảm họa. Ngoài trận lụt do chính phủ Trung Quốc cố tình gây ra, trước đó sông Hoàng Hà chứng kiến một trận lũ lụt thậm chí còn lớn hơn vào ngày 28 tháng 9 năm 1987. Người ta ước tính trận lũ đã giết chết từ 900.000 đến 2 triệu người, nhiều người mất nhà cửa, các vùng đất lâm nghiệp và một số thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được đặt biệt danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của sông Hoàng Hà được cho là đã đổ vỡ qua các con đê ở các sông gần các thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực điều tiết lũ lây lan rất nhanh khắp vùng bắc của Trung Quốc, bao gồm khoảng 130 km², gây tắc nghẽn các khu định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.